Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta lại quay trở lại với lại thực hành thí nghiệm. Hôm nay chúng ta sẽ làm bài quan sát tế bào khoang miệng của người. Đầu tiên chúng ta sẽ phải chuẩn bị dụng cụ và hóa chất. Với dụng cụ thì chúng ta cần một số cái dụng cụ như sau. Thứ nhất là sử dụng thìa sữa chua, tăm bông hoặc là tăm. Đây là những cái dụng cụ mà các bạn sử dụng để lấy cái dịch khoang miệng. Thứ hai là pipette hút, rồi lam kính, lamen, giấy thấm, kính hiển vi, vân vân, là những dụng cụ mà chúng ta sử dụng làm cho tế bào, tiêu bản tế bào. Với hóa chất, ở đây thì chúng ta sử dụng các loại hóa chất đó là xanh metilen, acetocarbin, nước cất, vân vân. Sau khi có đầy đủ dụng cụ hóa chất thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành làm tiêu bản đối với lại tế bào khoang miệng của người. Bước 1 là lấy mẫu. Các bạn sử dụng cái thìa sữa chua hoặc là tăm bông thì các bạn cạo lấy một cái lớp dịch phía bên trong của cái xoang má. Chúng ta sẽ được cái dịch của tế bào khoang miệng. Tiếp theo các bạn dàn mỏng cái dịch ra trên lam kính. Ở đây thì các bạn có thể dùng các que cấy vi khuẩn để chúng ta dàn mỏng như mình đang làm đây. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành bước 2, đó là cố định tiêu bản. Để cố định tiêu bản thì chúng ta hơ trên ngọn lửa đèn cồn. Mục đích là để cho tế bào nó bám vào lam kính, và thứ hai là tế bào nó sẽ chết. Ở đây nhớ là chúng ta chỉ hơ khô thôi, không phải là đốt cho cháy. Sau khi cố định xong thì chúng ta tiến hành nhuộm tiêu bản. Thuốc nhuộm ở đây thì có thể sử dụng là thuốc nhuộm acetocarbin hoặc là xanh metilen. Thông thường thì ở đây mình hay sử dụng là xanh metilen. Các bạn nhỏ trực tiếp một giọt thuốc nhuộm xanh metilen lên mẫu tiêu bản. Các bạn chú ý là cũng không cần nhỏ nhiều quá, tại vì nhỏ nhiều thì tốn thuốc nhuộm. Các bạn nhỏ một ít thôi. Sau đó là các bạn nhuộm trong cái thời gian khoảng độ khoảng 1 đến 5 phút. Chúng ta để thuốc nhuộm, sau đó chúng ta sẽ tiến hành bước tiếp theo. Đây là cái tiêu bản mà sau khi mình đã nhuộm xong rồi. Do trong quá trình nhuộm thì thuốc nhuộm nó nhiều thì chúng ta có thể sử dụng đó là rửa để hút bớt cái thuốc nhuộm ra, bằng cái cách là các bạn dùng giấy thấm, các bạn hút bớt nước ra, còn đầu còn lại các bạn nhỏ thêm nước vào. Các bạn có thể nhìn theo cái phương pháp này mình đang làm đây. Đó là bà dùng giấy thấm hút bớt ra. Và tiếp theo là chúng ta sẽ lên kính và quan sát. Để quan sát tế bào xoang miệng thì chúng ta sử dụng độ bội giác từ 40 đến 100. Lúc đầu thì chúng ta cũng nên sử dụng độ bội giác là 4 để chúng ta xác định vị trí. Sau đó chúng ta sẽ lên vật kính 40. Và đây là những hình ảnh mình chụp được dưới kính hiển vi. Đầu tiên là với thuốc nhuộm xanh metilen. Đây là hình ảnh tế bào xoang miệng dưới kính hiển vi. Các bạn nhìn thấy rất rõ đó là nhân tế bào. Tế bào nó bắt màu xanh và chúng ta nhìn thấy rõ nhân tế bào bên trong của tế bào rất là đậm. Tiếp theo là mình sưu tập được hình nhuộm với lại acetocarbin ở trên mạng, các bạn có thể nhìn thấy ở đây tế bào niêm mạc xoang miệng. Với acetocarbin thì tế bào nó bắt màu đỏ và nhân nó cũng bắt màu đỏ rất là đậm ở bên trong của tế bào. Trên đây mình vừa hướng dẫn các bạn làm tiêu bản tế bào xoang miệng. Nếu mà các bạn có bất cứ một cái thắc mắc gì, các bạn có thể là comment bên dưới của video hoặc là nhắn tin trao đổi trực tiếp với mình qua số điện thoại. Video hướng dẫn của mình đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.